Xin kính chào bà con nông dân đã đến với video giới thiệu sản phẩm mới của công ty máy cấy Văn Lang. Hôm nay thì nhân tiện có hai chiếc máy để đóng thùng để gửi cho khách, thì chúng cháu sẽ hướng dẫn luôn cho bà con cách lắp đặt hoàn thiện một chiếc robot cấy lúa 6 hàng. Đây, một chiếc máy lắp đặt hoàn thiện, nó sẽ như thế này. Động cơ này, các bộ phận là chuyển động này, bánh xe này, tay điều khiển để ở trong kia rồi. Đây, tay điều khiển buộc vào đây này. Thì đây là một chiếc máy đang đóng hộp dở. Thì sau đây cháu xin tháo ra và hướng dẫn cho bà con lắp đặt chi tiết nhất. Quay nó tự chạy, quay cao đi. Quay được nó có chạy gì? Trong thùng sẽ bao gồm một chiếc sạc mạng. Một chiếc sạc mạng này, một chiếc tay điều khiển này, cái này gọi là tay lái này. Một chiếc thước đo khi gieo mạng. Và một chiếc nối sạc, nối này chúng ta cắm vào đây, cắm vào chiếc sạc này để tăng diện tích chứa mạng lên. Một đôi bánh xe. Hai chiếc gạt bùn. Một chiếc động cơ. Cuối cùng là cái thân máy. Anh nhấc cho anh hai một tay nhấc, quay ra đây một tay nhấc lên cho em. Cái này để vứt cái đít thôi. Nhấc lên nhé. Thì dụng cụ để lắp đặt một chiếc robot cấy lúa 6 hàng, chúng ta cần chuẩn bị 3 thứ. Đó chính là một chiếc cờ lê 13 này. Chiếc cờ lê 13 này, một chiếc cờ lê 10 này. Và một chiếc tua vít, 3 thứ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc tua vít này nhé, chiếc tua vít này. Và con sẽ lấy ở trong thân máy ra hai cái đồ này. Hai bộ phận đi kèm máy như thế này. Cái bộ phận này nó nằm ở chiếc ray để chiếc sàng mạng nó di chuyển sang trái sang phải. Thế khi mà đóng thùng thì bắt buộc chúng cháu phải cắt ra để cho giảm diện tích thùng lại, để giảm chi phí gửi vận chuyển cho các bác. Đây, các bác tháo con ốc vít ở đây này. Đây có một con ốc vít, các bác tháo ra này. Dùng tua vít tháo nó ra. Sau khi đó xỏ nó vào đây. Của bên nào vào mé bên đấy. Xỏ vào đây này. Xóa làm sao mà đây, ở đây ở dưới gầm chiếc máy sẽ có một chiếc lỗ. Anh quay camera quay dịch xuống. Dưới gầm chiếc máy sẽ có một chiếc lỗ vừa với lại cái ốc vừa nãy. Các bác vặn giải con ốc lại. Vặn chặt con ốc vào. À, được một bên. Tương tự làm tiếp theo với mé bên kia, cũng tháo con ốc vít ra. Tháo con ốc vít ra sang bên này. Xóa vào. Vặn ốc lại. Tự ở dưới cái thân máy này đã có chiếc lỗ cho bà con rồi nhé. Bà con chỉ việc xỏ vào là nó vừa. Bà con không chuyên dụng thì sẽ sử dụng tô vít, còn bọn cháu chuyên dụng thì bọn cháu sẽ sử dụng một chiếc khoan vin. Cháu sẽ sử dụng chiếc khoan vin. Tiếp đến là hai chiếc
gạt bùn này. Chiếc gạt bùn này có tác dụng khi chiếc bánh của máy nó di chuyển, nó sẽ tạo thành những cái lốt ở trên mặt ruộng. Còn cái bước đi của bà con thì cái nền máy nó đã xoay hết rồi. Duy nhất có hai chiếc bánh này nó sẽ tạo thành những cái lốt. Thì thiết bị gạt bùn này có tác dụng là xoa hai cái lốt đi. Ở đây có hai con ốc, hai miếng này giống nhau nhá, bên nào cũng được. Còn hai cái này thì mé nào vào mé đấy. Cái này có hai ốc thì bà con tháo ra này. Sau đó lắp hai miếng gạt bùn này vào. Bà con nhớ đúng hướng nha, cái chiều mặt phẳng này. Cái mặt có cái chữ L gấp lên, bà con đưa lên trên, còn mặt phẳng cho xuống dưới. Sổ ốc vào này, vặn lại. Bên này cũng vậy. Tương tự ở mé bên này cũng như thế. Nhớ nhá, cái mặt phẳng này cho xuống dưới, còn mặt có chữ gấp này hướng lên trời. Con thả vào đây, camera quay gần cho bà con xem. Rồi, như vậy là chiếc thân máy chúng ta đã lắp đặt xong. Bây giờ đến chiếc sàng. Chiếc sàng mạ thì bà con chưa cần quan tâm đến cái nối này. Khi nào sử dụng để thấy thực tế thì cần cái này. Lắp đặt chúng ta chỉ cần lắp cái sàng này vào thôi. Bà con lưu ý này. Xe chạy qua đấy. Ở đây nó có một chiếc vòng. Cái vòng bị lai cái này để chiếc sàng mạ di chuyển thì chúng ta sẽ. Đây bà con lật cái sàng lên nhìn nó sẽ có hai cái bộ phận xoay tròn ở đây. Cái khe bà con thấy không? Cái khe này. Đút ngón tay vừa này. Rồi con sẽ để làm sao cho nó cái khe này nó chạy vào giữa cái vòng, à cái vòng nó chạy vào giữa hai cái khe. Quay dịch ra đây này, được rồi, dịch bên kia đấy. Cái vòng tròn méo này nó vào giữa hai cái khe xoay này. Để xuống đây nhá, cứ để xuống đây. Tiếp theo này, quay về đây, bóp giữ vào đây. Đây là cái thanh chạy của cái sàng mạ, bà con phải để làm sao nó chạy vào giữa cái nhựa này, có cái nhựa xoay này, bà con để nó vào giữa. Lựa làm sao cho nó vào giữa cái nhựa này. Đấy, khi để bà con để làm sao mà cái thanh inox 12 này nó vào giữa cái nhựa xoay này, nó đè lên và cái bộ phận lăn của nó, hai cái inox này nó kẹp vào cái vòng sắt. Con nhựa đè này nó móc đẹp, nó móc vào trên cái thanh này này. Đây, để quay xa ra cho bà con nhìn rõ hơn. Như thế này, một bộ phận đè lên này. Con nhựa này móc vào đây này. Đây, con nhựa màu trắng này này. Nó móc vào cái thanh lốc này. Và cái vòng sắt chéo này này, nó lọt vào giữa hai bộ phận xoay này. Bé kia cũng thế, bé kia cũng con nhựa cũng đè lên. Là được. Rồi, cầm lên nào. Ở trong thùng máy sẽ có hai cái mẩu nhựa trắng như thế này. Bảo con tháo ốc ra. Nhớ lưu ý nhá. Con ốc này, con EQ này, cái này gọi là EQ thì bà con vặn lỏng thôi. Vặn lỏng thôi cho nó lắc, nó lỏng, nó còn xoay được, đừng vặn chặt vào là sai này. Vặn chặt vào nó cứng ngắc là nó không xoay được, vặn lỏng thôi nhá này. Vặn lỏng thôi. Con này này, duy lưu ý là con EQ này vặn lỏng thôi. Con này tháo ra ngoài này. Rồi, quay xuống đây. Quay gần vào đây. Có chỗ làm việc mà, chỗ làm việc được. Đấy, bà con xỏ vào lỗ nhá. Tác dụng của nó là nó giữ cho cái sàng nó khỏi rơi ra ngoài. Xó vào và vặn con EQ ở bên ngoài vào. Vặn tay không được, mà có cờ lê thì càng tốt. Cái cờ lê 10 vừa nãy vặn chặt vào là cái mẩu nhựa này nó còn phải xoay được này. Hai con ốc này nhá, hai con EQ này nó gông nhau, nó gông vào cái sắt và cái inox này để cho cái nhựa này nó lỏng. Cái nhựa này lỏng thì mới xoay được, chứ nếu mà con vặn chặt vào nó đè cái sàng xuống, cái sàng không chạy được. Lỏng nhá. Bên kia cũng vậy, tương tự mé bên kia. Đây, mà con thấy không? Đấy, tương tự mé kia cũng thế, thì cháu sẽ để sẵn ở đây. Tương tự thôi. Rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lắp cái sàng. Tiếp theo đến cái máy nổ, đến cái động cơ này, cái bộ phận quan trọng nhất. Động cơ, bộ phận quan trọng nhất của cái máy. Thì ở đây nhá. Quay gần anh camera, quay gần vào đây. Khi mà bà con nhận máy đấy, thì chiếc máy sẽ có 4 con ốc. Lắp vào đây như thế này, lắp vào trên này. Được.
thì bà con lưu ý là tháo con ốc đầu tiên này, tháo con ECU đầu tiên này. Bốn con ốc này đang lỏng nhá này, bà con lưu ý nó đang là còn lỏng nhá, chưa vặn chặt nó đâu. Thì tháo con ECU ở ngay trên đầu ra. Hai này. Ba này. Bốn này. Rồi tháo bốn con ECU này ra nhá, để gọn ra một chỗ, để gọn ra mé này. Sau đấy, cái xích này nhá. Đây này. Bà con thả chiếc máy vào, bà con thả chiếc động cơ này vào trên bốn ốc cho nó vừa lỗ. T13 từ nãy đến giờ chúng ta chưa dùng đúng không? Thì bà con phải tăng con ốc lên. Điều chỉnh con ốc. Quay. Anh vừa bấm vào nút này em phải quay lại video thứ hai rồi. Ừ không sao, quay sang đây. Hãm cho nó quay sang đây. Quay gần vào chỗ này này. Đây quay ngồi ra bên này, ngồi ra đấy nữa. Quay vào chỗ làm việc. Quay vào giữa, lúc nào cái chỗ làm việc cũng phải giữa video. Đấy. Bà con tăng con ốc lên như bây giờ khi mà vừa nãy chúng cháu đã cố tình để bốn con ốc này lỏng đây này, lỏng này bà con thấy không? Để bà con dễ dàng thả chiếc máy vào trong cái khung này. Như khi đã thả được chiếc động cơ vào rồi, bà con lưu ý siết con ECU dưới cùng vào. Không chưa cần quan tâm đến con ECU này nha. Bà con đếm này, 1 2 3 này. Ba cái đúng không? Thì cái con dưới cùng này, nhớ cái con ở dưới cùng nhá. Bây giờ bà con siết thật chặt vào. Siết chặt vào này. Hai con trên chưa quan tâm nhé, chưa cần quan tâm đến hai con này, con bên trên này và con bên dưới, và con giữa chưa cần quan tâm. Chỉ cần siết con bên dưới này thôi, con dưới cùng là siết vào này, cả bốn con đều như vậy. Sau đấy bà con mới tăng con ở giữa lên, tăng chỉnh cái con ở giữa này, làm sao sợi xích này nó cái độ chênh lệch của nó khoảng 3 cm thôi. Đấy, bà con thấy không? Sợi xích đỡ trùng đi rồi nhá. Bà con tăng nữa lên. Tăng đến bao giờ sợi xích nó căng thì thôi. Vẫn ở trên nhà. Sợi xích này đỡ căng, đỡ trùng đi rồi nhá. Nó căng ở mức độ vừa phải, giống kiểu xe máy ấy. Con cầm sợi xích xe đạp hoặc xe máy và con lắc nó căng vừa phải là được. Và chúng ta đã hoàn thiện xong lắp cái động cơ này vào. Và con lưu ý là bốn con ốc nhá, cả bốn con ở bốn góc. Ở đây cho chỉ hướng dẫn cho con hai con ở mặt này thôi. Vì tí cho lại phải tháo ra. Hai con này tương tự như thế, tương tự với hai con ở sau. Cứ siết chặt con bên dưới vào và tăng con ở giữa lên. Tăng sợi xích. Tức là cái này khi mà con nhận máy và con sẽ tự hiểu được cách lắp. Nhìn nó thực tế thì bà con sẽ dễ hiểu hơn. Sợi xích nó phải làm sao nó phải đạt tiêu chuẩn, nó căng mức độ vừa phải. Tiếp theo là cái tay điều khiển. Đây. Lắp chiếc dây điều khiển này vào cái động cơ đúng không? Thì như các video quay vào khu làm việc, cái chỗ làm việc đây mà. Như video trước nó hướng dẫn là bà con bóp vào đây này, bóp vào hai cái cạnh của cái ngạnh này, bóp lên này. Đẩy ra này. Rồi. Cái sợi dây ga này nhá. Đây, ở cái đầu, ở cái chỗ bộ phận xoay tròn này bà con thấy không? Nó có cái khe dọc đấy chưa? Để bà con lừa cái dây này vào. Nó có một cái khe bên một bên là nó hình tròn tròn để cái mẩu này. Cái mẩu tròn là sắt này, mẩu tròn là cái đầu dây nó sẽ tự vừa. Thì bà con sẽ xoay ra. Kéo nó xuống này. Kéo nó xuống xoay dọc cái tay này. Luồn cái dây này vào. Đâu là gì? Đuôi cái dây này vào. Chặt quá. Đây là con này thẳng ra cái lắc này. Quay về đây ông. Rồi. Đây bà con lắp làm sao đây này. Cái đầu dây gai nó lọt hẳn vào trong cái miếng cái khe này đây. Cái đầu dây nó lọt, nó có cái tự cái chỗ vừa. Bà con mua về nhìn mới biết được chứ. Này nó camera này nó không thể chuẩn nữa. Sau đó đóng cái này lại.
đóng lại này. Hai dây điện nhé, đây là hai dây điện của động cơ, hai dây điện của tay điều khiển, mà con cắm cái nào vào nhau cũng được, cắm cái to cái bé, cứ hai cái nào cắm vừa vào nhau thì bà con tự cắm đấy, cắm vào là xong. Đến cái tay điều khiển ở đây nó có con ốc này, quay chuẩn, bà con tháo con ốc rồi ra. Rồi tay điều khiển đúng không, bà con nhìn đây nó có một, đây một cây sắt này, đây có cái lỗ vuông này, bà con luồn cây sắt vào cái lỗ vuông này, xóa tay điều khiển, xóa cây sắt vào cái lỗ còn lại. Rồi đây bà con tháo con ốc vào, vặn lại tương tự như vậy. Ở đây cũng thế, ở đây cũng có một con ốc nữa, bà con cũng nắn cho nó vào đúng cái lỗ, bà con xỏ nó qua, bà con vặn lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện lắp đặt một chiếc máy cấy lúa robot 6 hàng. Đôi bánh này khi nào bà con ra ngoài ruộng thì bà con mới sử dụng đến nó, thì cháu sẽ hướng dẫn luôn để bà con lắp đôi bánh này. Tắt đi. Đây bà con lưu ý nhá, khi mà chúng cháu gửi cái máy cho bà con ấy, trên đôi bánh này cháu ghi rõ này, bên trái này, bên phải này, hai cái bánh này không được lắp nhầm nhá. Ở trên máy cũng có ghi này, bên trái cháu ghi bên trái này, bên phải ghi này. Đây bên phải ghi phải này, thì cái bánh bên trái mũi tên vào này, bánh bên trái có mũi tên hướng vào máy này, để sang bên trái này, bên phải này có mũi tên này, để sang bên phải này. Rồi sau đấy bà con nhấc cái đầu máy lên, nhấc máy lên này. Nếu không muốn nhấc máy thì bà con kê cái máy lên cái thùng sơn cũng được, thùng xách nước ấy. Nhớ nhá. Cái mũi tên này, mũi tên bên trái hướng vào máy, thì bên trái bà con xoay để vào này, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Để vào này, xoay ngược chiều kim đồng hồ, xoay hết, khi nào cái ren này nó vào hết thì thôi. Bên tương tự với bên phải thì bà con cũng phải để cái mũi tên này nó hướng vào máy, nhưng bên phải lại quay xuôi chiều kim đồng hồ. Xoay đến khi nào cái ren này hết thì thôi, chặt cứng không xoay được nữa thì thôi. Đây ạ. Vậy chúng ta đã hoàn thiện lắp đặt chiếc máy cấy 6 hàng. Đôi bánh này vừa có tác dụng là giúp chiếc máy di chuyển và con không cần phải kéo chiếc máy nữa, và vừa có tác dụng là định vị khoảng cách giữa cây lúa. Ví dụ đây là ở đây chúng cháu đã đang gửi cho bà con đôi bánh ở mức độ trung bình. Nó sẽ cấy hàng sông này là tùy thuộc vào chiếc máy bà con mua nhé. Còn đây là hàng sông này, hàng sông là cái đường, cái độ rộng của khay mạ này. Nó sẽ phụ thuộc vào chiếc máy bà con mua. Còn đôi bánh này bà con có thể điều chỉnh được cái hàng ngang nó thu hẹp lại hoặc giãn ra. Ở đây chúng cháu đã gửi cho bà con mức độ bánh ở mức độ trung bình. Đó là dài 24 cm. Cái đũa bánh này nó dài 24 cm. Khoảng cách từ đây sang đây là 19 phân. Đây là chỗ đầu răng này sang đầu răng này là 19 cm. Thì nó sẽ kế ra cái hàng ngang là 19 phân. Bà con muốn thu hẹp lại bà con thì bà con cắt ngắn đi. Cắt ngắn chiếc đũa bánh này đi. Cả hai vòng. Cắt ngắn đi. Còn nếu bà con muốn kế thưa ra thì bà con mang ra thợ cơ khí người ta hàn cho bà con một cái đoạn nữa, đoạn ngắn vào đây. Còn nếu không thì bà con yêu cầu ngay từ đầu chúng cháu sẽ cung cấp cho bà con đó là đôi bánh dài hơn. Chiếc nan bánh này dài hơn thì khoảng cách cái lúa giãn ra. Đây là hai chiếc bánh. Còn chiếc sàng nối mạ này, thì là khi sử dụng bà con thả chiếc sàng vào đây. Ở đây nó có những lỗ này. Đầu sàng nó có cái lỗ này bà con thấy không? Thả vào đây nhé. Thả vào này, bên kia cũng vậy. Thả vào, xong. Hoàn thiện một chiếc máy cấy Văn Lang robot 6 hàng. Tiếp theo sẽ là cấy thử, thì ở đây là đang ở phố cho nên cháu sẽ
cắt một cái đoạn kỹ thử và cho bà con xem. Quay được nó có chạy gì?